Idol. Chào chị Năm cho anh em nhà Mọt. Nhà anh em có bị bọn chuột quậy phá không? Nhà Mọt thì ôi thôi rồi, cứ đêm đến là hai con chuột nó vờn nhau rồi kêu chít chít mà chả biết nó làm cái vẹo gì. Quần áo thì bị nó cắn tả tơi, đồ ăn thì mấy ông con gặm được miếng rồi bỏ lại. Bọn này nó ăn hại như thế mà mấy vị đạo diễn vui tính lại cho bọn nó lên phim với những pha xử lý vô cùng khắm bựa. Chào mừng quý bạn và các vị đã quay trở lại với Mọt Phim Plus. Trong video này, năm trai anh em sẽ phải cười rớt mỡ với ba con chuột khắm bựa điều tệ nhất. Anh em ủn đít để Mọt bắt đầu nào. Đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo và để lại bình luận để ủng hộ chúng tới nhé các bạn thân mến. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 3. Chuột số hưởng trong Stuart Little năm 1991, chú chuột siêu quậy. His name is Snowbell. Anh em có thấy con chuột nào mặc quần áo, đi giày rồi còn đánh răng buổi sáng không? Nó đấy, con chuột khắm lọ này tên là Stuart. Ngày trước không biết vì lý do gì mà bố mẹ nó chết, chắc do bị con mèo nhà hàng xóm thịt. Cô cậu được trại trẻ mồ côi nhận nuôi, điều vãi luôn ấy. Thế rồi một hôm có cặp vợ chồng tới xin con nuôi, con chuột Stuart may mắn được họ để ý. Hai ông bà này cũng oái oăm bỏ miệng ra, tự nhiên đi vào trại trẻ mồ côi để nhận nuôi một con chuột. Đúng là thời tới đỡ không kịp, con chuột được vào sống trong một gia đình giàu ủ ụ, chỉ có điều là... Úi toang, ê con mèo kia, bây giờ con chuột này là chủ nhân của mày, phải ngoan ngoãn nghe lời nó nhớ chưa? Cô cậu chuột một bước lên tiên, đừng ngồi ăn trên bàn cùng gia đình, đến cả đi ngủ cũng có hẳn một phòng riêng. Con mèo thấy thế nên ghen ăn tức ở, mình thì phải ngủ dưới đất, còn con chuột dở hơi cám lợn này lại được ngủ trên giường, muốn rỗi vừa lờ luôn. Mà ông con chuột này cũng oái con nhà bà oăm, đêm hôm vợ chồng người ta tình cùng với nhau, lại còn mò vào tính ngủ chung hay làm chung cái gì chả biết nữa. Sáng hôm sau, con mèo trắng nhân cơ hội chủ nhà đi vắng nên gọi bạn tới nhà chơi. Bọn môn lèo này cái gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất là ăn vụng. Con mèo vằn đang định ăn vụng bánh thì phát hiện ra con chuột. Căng thẳng quá nhỉ, Stuart mới nói cho nó biết mình là chủ nhân của bạn nó. Con mèo vằn thấy thế nên ôm bụng lan ra cười. Con mèo trắng vì mất hết sĩ diện nên đánh đuổi bắt con chuột để lấy lê. Đúng là con mồn lèo đến cả chuột còn không bắt được thì nuôi làm cái vẹo gì. Còn con chuột vì chạy trốn nên rơi vào khu đồ chơi mini của cậu chủ. Cậu nhóc thấy con chuột này có vẻ hay ho nên chơi với nó. Còn con mồn lèo kia thì đứng ngoài cửa sổ nhìn mà trong lòng căm ghét con chuột. Nó liền gọi 500 anh em trong xã đoàn. À, thật ra xã đoàn của nó chỉ có 3 anh em thôi. Thế là ba con mèo lập một hội nghị bàn cách thủ tiêu con chuột. Còn con chuột do thắng trong cuộc đua thuyền nên lại được cưng chiều. Ngày hôm sau, có cặp vợ chồng nhà chuột đến và nhận là bố mẹ của Stuart. Ăn chừng no nê xong, cặp vợ chồng mới đòi mang Stuart về nuôi. Cậu chủ tặng cho Stuart một cái xe ô tô. Chỉ sướng cặp vợ chồng nhà chuột, vừa được ăn ngon vừa có con, lại còn có cả xe xịn để đi. Thấy có gì đó sai sai, bố mẹ nuôi của Stuart quay lại chạy trẻ mồ côi để hỏi cho ra nhẽ. Thậm chí còn gọi cả cảnh sát và thám tử đến để điều tra. Lúc này mới biết vợ chồng chuột kia là bọn lừa đảo, còn thằng đứng sau vụ này chính là con mèo trắng. Thấy tình hình không ổn, mèo trắng cầu cứu đại ca mèo nâu. Đại ca mèo nâu liền ra lệnh cho toàn bộ mèo hoang trong thành phố truy tìm Stuart. Cặp vợ chồng chuột lừa đảo kia đã biết chuyện nên đã khai rằng bị lũ mèo ép phải làm và trả ô tô cho Stuart đi. Cu cậu đang lái xe về nhà thì gặp mai phục của đội quân mèo hoang. Anh có ô tô xịn rồi, đố các chú bắt được anh đấy. Đội ơn các cụ nhà chuột phù hộ nên mới sống qua kiếp nạn này. Vừa về đến nhà thì bị con mèo trắng lừa rằng gia đình này đã không còn coi nó là người trong nhà. À nhầm, là chuột trong nhà nữa. Stuart buồn bã bỏ đi, chưa đi được bao xa thì lại chạm trán với lũ mèo hoang. Nhưng mà anh em yên tâm, con mèo trắng do được nghe lời dạy dỗ của thầy huấn Hoa Huề nên đã hoàn lương và cứu con mèo trở về. Vậy là cả nhà lại được sống vui vẻ bên nhau. A few moments later. Ta-da! 2. Đặc nhiệm chuột số nhỏ trong G-Force năm 2009, biệt đội chuột lang. Hold up, guys. What is it? It's a tripwire. Oh shit. Don't touch it, or this place will blow. Huh? What?
Mèo đã giới thiệu với anh em đặc vụ mèo trong video trước rồi. Hôm nay Mèo lại mang đến cho anh em thêm đặc nhiệm nữa, nhưng mà là đặc nhiệm chuột. Những đặc nhiệm này không hoạt động riêng lẻ mà lập thành một đội, được gọi là biệt đội chuột lang. Cấp trên ra lệnh cho biệt đội đi lấy cắp dữ liệu của một công ty về công nghệ. Mọi thứ đã sẵn sàng, ai vào việc nấy. Chuột chũ Specklet lo khoản máy tính, anh em Blaster và Juajet đột nhập từ dưới nước, chuột lang Darwin đột nhập từ trên cao. Chuột chũ điều động trinh sát ruồi đi nắm tình hình. Ok rồi, chuột Darwin bắt đầu cắt một lỗ trên cánh cửa để vào. Blaster và URS cũng sử dụng dây cáp để tiếp cận mục tiêu. Darwin đã vào vị trí chuẩn bị sao chép dữ liệu. Đúng lúc ấy, gã chủ tịch kia đã diễn thuyết xong. Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chuột chũ chỉ huy trinh sát ruồi bay vào mũi gã chủ tịch để kéo dài thời gian. Sao chép dữ liệu xong rồi, ê hai con chuột kia, thả dòng dao kéo ta lên đi mày. Hoàn thành nhiệm vụ rồi, về thôi nào. Không thể để đồng đội bị con chó làm thịt được, các bác nhìn em thể hiện đây. Thằng ăn hại, ở yên đấy, tao đến cứu mày đây. Đội đặc nhiệm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dữ liệu lấy trộm được cũng được sử dụng nhưng dùng làm phế liệu vì dữ liệu đó là giả mà. Nghe tin cấp trên sẽ giải tán đội đặc nhiệm, bốn thanh niên chuột tìm cách chạy trốn. Khốn đấy, ở lại là thành mồi nhậu luôn. Mấy cu cậu trốn vào một cái lồng và bị đưa tới một cửa hàng thú cưng, nhốt chung lồng với con chuột Huli. Các bác quên bọn em là đội đặc nhiệm rồi à, thoát khỏi chỗ này dễ không ấy mà. Thử mở khóa xem sao, cũng chả ăn thua gì cả. Có người tới mua thú cưng kìa, tạo dáng đi bọn mày, biết đâu được mang đi thì sao. Dữ dội vậy mày, nhưng chỉ có hai đứa may mắn thoát được. Chuột chũi ở lại nghĩ thế nào lại giả chết để được mang đi, cứ nghĩ là mang đi chôn thì bị ném vào thùng rác. Darwin và Holly thì may mắn ra ngoài nhờ một lỗ dưới đáy lồng. Anh em Blaster và URS cũng đã chạy trốn khỏi gia đình kia. Anh bạn Darwin vô tình phát hiện con chip mình cần đang ở trong máy pha cà phê, chưa kịp lấy nó thì đã. Hỏng tóc đèn chơi Tết của tao rồi mày. Không sao đâu, Darwin mang con chip về căn cứ, nhưng chuột chũi thì không biết đang ở đâu. Đội đặc nhiệm lại nhận nhiệm vụ tới nhà gã chủ tịt. Hắn nhấn nút một phát tất cả thiết bị điện trên thế giới liên kết lại với nhau. Không rõ mục đích của thằng này là gì, nhưng thằng đứng sau việc này lại chính là chuột chũi Specless. Thằng này nó muốn trả thù con người vì đã giết bố mẹ của nó. Chuột chũi tạo ra một siêu robot với sức mạnh hủy diệt. Nó còn hút tất cả rác trong vũ trụ khiến chúng rơi xuống trái đất. Giờ đánh cũng không lại nó. Thôi ngoan nào, bỏ vũ khí xuống rồi tối cấp trên cho đi phá đỏ ở Trần Duy Hưng. À thế thì được, chuột chũi được cảm hóa nên đã đầu hàng, robot cũng tự hủy. Thế đấy, anh em có nghĩ rồi một ngày nào đó bọn chuột sẽ thống trị thế giới này không? Một, con chuột lươn lẹo trong Mouse Hunt năm 1997, săn chuột. Có bàn chân lặng lẽ. Anh em đã biết con chuột số hưởng này, các đặc nhiệm chuột với trang thiết bị tối tân này, giờ thì đến với con chuột lươn lẹo nhất quả đất nhé. Chuyện là hai thanh niên này đều thừa hưởng căn biệt thự cũ kỹ của người bố đã qua đời. Một người thì làm đầu bếp, một người thì làm ở công ty dệt. Ông nào cũng nhọ nồi nên bị thất nghiệp đành dọn tới đây để ở. Đêm nào cũng bị quấy rối bởi con chuột này, hai anh em quyết định đặt một cái bẫy để bắt nó. Các chú nghĩ anh ngu thế à, chuột sét. Trước khi bọn mày đến đây ở thì đây là nhà của tao nhé. Đúng là hai thằng đã bất tài lại còn vô dụng. Tính đặt cái bẫy bằng phô mai thì lại bị con chuột bê cả miếng to đi. Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhá, cứ phải để tao dùng biện pháp mạnh mới được à. Ôi giời ơi, may quá, đội ơn các cụ. Được rồi, giờ thì chóng mắt lên mà xem tao chôn anh em mày đây. Chú thích thì hai anh cũng chiều, giải bẫy kín sàn nhà xem mày chạy đi đâu. Ơ thế mà chạy được cơ à, gớm đấy. Tưởng gì chứ em còn ghê hơn thế nhiều các bác ạ. Đào vãi, tao dùng cái máy hút bụi này xem mày có đầu hàng không. Ông con chuột này cũng lươn vãi ra, nồi ống dẫn chất thải vào đầu vòi hút và... Quá bất lực, hai anh em mua một sát thủ mèo về để bắt chuột. Úi sợ quá cơ, mày bắt con chuột nào không bắt, lại đi bắt con chuột lươn nhất hệ mặt trời này làm gì?
Chiêu đấy là tầm thường thôi, chuột nhà tao còn nhử mèo vào cái lồng này và... Bằng luôn, hai anh em lại thuê một chuyên gia bắt chuột tới. Sau khi nghiên cứu các kiểu con đà điểu thì chuyên gia bắt đầu hành động. À há, mày chạy ra ngoài này rồi à? Mèo không được, chuyên gia bắt chuột cũng không được, thôi thì đành phải đích thân ra tay vậy. Đã thế tao chơi hàng nóng luôn, mày thấy cái gì đấy không? Súng á mày, tao bán mày á mày. Oh, shit. Ngu hết chỗ nói, chớp lấy sơ hở của con chuột, thằng em ra một đòn quyết định. Chuẩn vãi luôn, bỏ sức ba bò chín châu mới bắt được nó mà thế nào, hai anh em lại thương con chuột không nỡ ra tay, thôi thì ném nó đi chỗ khác vậy. Hôm sau, hai anh em mở cuộc đấu giá để bán ngôi nhà thì con chuột đã quay trở lại. Lần này, hai cu cậu đã khôn ra khi biết dùng nước để bắt chuột, chỉ có điều. Thế là nhà thì mất, chuột cũng không bắt được, hai người mà thua cả một con chuột. Anh em thấy con chuột nào là khắm bựa nhất trong số 3 con chuột trên? Hãy để lại ý kiến của mình trong phần bình luận cho Mọt và mọi người cùng biết nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. I love you Trịch Trịch. Bye bye!